chúng ta sang các cái thuốc mà có tính mát để mà phát tán phân nhiệt, ta còn gọi là nhóm tăng lương giải biểu. Bạn chú ý, nhóm vừa rồi là chúng ta học là nhóm tăng ôn giải biểu, đây là nhóm tăng lương giải biểu. Chúng ta là cúc tầng. Cúc tầng này thì cái cây này nó mọc rất phổ biến ở đồng bằng Bắc Bộ các bạn. Ở ngoài đó là hầu như có nhiều nhà nó làm cái bờ rào và nghe cái cây cúc tầng này. Cũng rất nhiều nơi nó làm bờ rào và nghe hàng rào dâm bụt chẳng hạn, thì cây cúc tầng này cũng làm hàng rào. Trong Nam thì cũng có những ít hơn. Chúng ta dùng lá của cây cúc tầng, cái tên học là Bluegia indica, hoặc cúc atrasen. Thằng này bị đánh tính lương, tức là mát, quy kinh can đớm, thằng này là can đớm. Thằng này có thời gian người ta dùng nó để thay cái xài hồ Bắc các bạn. Nhưng nói chung nó không bằng, xài hồ Bắc thì nó đặc biệt lắm. Thằng này phát tán phong nhiệt, giúp tiêu hóa, trắng thống, giảm đau. Trắng thống nghĩa là trắng, nghĩa là trắng áp cái đau. Chỉ thống là trắng thống, nó gần gần nghĩa như nhau. Nó phát kháng, trị các cái bệnh cảm sốt, dùng dạng thuốc sắc hoặc là xông cũng được. Ở ngoài Bắc cũng có cái tục lệ người ta hay xông cái lá này. Lá này xả rồi người ta hay xông cả, cũng hay lắm. Kích thích tiêu hóa, dùng khi ăn uống không tiêu, được kiết lỵ vân vân. Nó giảm đau. Chúng ta giả nát cái lá tươi đi, rồi chúng ta sao với rượu cho nóng, đắp vào cái vùng vùng lưng hai bên thận đó, khi bị đau đau nhức lưng nó có hiệu quả. Ta cho chút rượu nóng là ta sao cho nó dậy mùi, nó nóng lên hả, khi còn ấm ấm chúng ta bó vào hai bên lưng để đau nhức hai bên lưng rất hay. Cây này thì nó có mùi thơm thơm hăng hăng, thơm thơm nhẹ nhẹ hăng hăng. Lá nó cũng hơi có lông thôi, hơi có lông, lá nhỏ thôi, nó ra anh chùm bông mà khi nó già nó hơi tím tím, hơi tím tím một tí. Cây nó giòn dễ gãy, mọc thành bụi. Cái này nó mọc hoang cũng cũng khá nhiều nơi, trong Nam thì cũng có nhưng ít hơn mà Bắc, mà Bắc cũng thấy phổ biến hơn. Chúng ta có bạc hà, còn dùng nó là toàn cây trên mặt đất đó, có cây bạc hà. Chúng ta cũng biết là có hai loại bạc hà, bạc hà Nam tức là bạc hà châu Á, có tên học là Mentha avensis, còn bạc hà châu Âu có tên là Mentha biberita. Thằng này họ Homoi lamiace. Nó bị cây mát, quy kinh can phế, quy kinh phế can. Bạc hà này hiện giờ nó trồng chủ yếu là để nó chiết lấy menthol, nó là một trong những cái loại đắt tiền. Menthol nó giảm đau, rồi nó dùng trong rất nhiều công nghệ bánh kẹo, làm kẹo xin gum rồi vân vân, rồi nước giấy khác cũng bạc hà, kem đánh răng, dầu gội đầu, nói chung là nhiều lắm. Menthol nó dùng trong nhiều lĩnh vực. Cái bạc hà châu Á hiện giờ chúng ta trồng thì năng suất nó khá cao, nhưng cái hàm lượng menthol nó hơi thấp hơn cái bạc hà châu Âu. Bạc hà châu Âu thì cái tỷ lệ tinh dầu thì ít, thế nhưng hàm lượng menthol nó cao hơn. Ngoài ra giờ chúng ta giờ có một cái giống bạc hà của Nhật, menthol rất là cao, dùng trồng năng suất lên tốt. Thằng này nó giải biểu, giải biểu phong nhiệt, tức là cảm phong nhiệt các bạn, giải cảm nhiệt, làm cho ra mồ hôi. Thằng này đặc biệt là nó khó ra mồ hôi, thằng bạc hà này cũng làm ra mồ hôi tốt. Thằng này không dùng cho trẻ nhỏ dưới 1 năm, dưới 1 tuổi không dùng, tại vì cái mùi tinh dầu nó mạnh lắm, nhiều khi nó hít vô là nó ức chế hô hấp rất nguy hiểm. Trừ phong chỉ thống cũng giảm đau,
trên trong các cái loại mà để mà tác dụng giảm đau đều có nó, với lại metin salicylate, là ví dụ trong cái Game Boy Deep Hit đồ hả, hay là Salonpas cũng có bạc hà, có vừa long não và có bạc hà nữa, nó cũng giảm đau. Hay khi mà chúng ta cái mentol mà chúng ta cái cồn mentol mà chúng ta sát trong tay, nó mát rượi, mát lạnh, mát tê luôn vậy đó. Ở kiện vị trí ta, trường hợp mà bụng đồ lạnh hả, đau bụng khi mà chúng ta ngộ độc thức ăn rồi, trường hợp ý chảy ra ngộ độc thức ăn rồi thì nó kiện vị trí tán rất hay, và giải độc nữa. Cái này nó cao, mập cao, nếu mà trung bình nó cao cỡ bình thường nó cao gần 1 mét, cỡ 0,8 1 mét. Cây thảo nhỏ, lá nó hơi giống lá húng vú, nhưng nó thẳng hơn, chứ nó không có co quắp lại như húng vú. Bạn thấy cái bạc hà mùi rất là thơm, thơm mát, thơm nồng của bạc, của mentol. Có một thời chúng ta trồng là nhiều lắm, nhưng bây giờ nó cũng giảm đi á. Bây giờ tại vì cái Brazil, Ấn Độ nó trồng cũng nhiều, nó xuất khẩu nhiều, cho nên mentol nó rẻ. Trên thị trường thì mentol của thằng Ấn Độ là nó rẻ hơn. Chúng ta có tan diệp, tan diệp tức là lá của cây dâu, chúng ta dùng cái lá lá bánh tẻ cây dâu tằm, các thằng học là Morus alba, họ cho tằm Moracea. Thằng này vị ngọt đắng, tính hàn, tính nó lạnh, nó tan diệp nó lạnh. Quy kinh can phế, nó sơ tán phong nhiệt, nó phát tán phong nhiệt á, thanh nhiệt, nó làm mát cơ thể, nhuận táo, làm cho người đỡ khô khan hả, táo bón vật, thanh can minh mục, làm mát gan và sáng mắt. Nó giải cảm nhiệt, dùng khi miệng khát, có sốt cao, đau đầu, ho khan, vâng, biểu hiện của phong nhiệt. Cố biểu liễm hạn, dùng những trường hợp mà mồ hôi đổ ra nhiều, cố biểu cũng cố cái phần bì phu da lông á, cho nên nó thu mồ hôi, làm cho bớt ra mồ hôi, điều tiết mồ hôi. Dùng những trường hợp mà mồ hôi đổ ra nhiều, không? Ra mồ hôi trộm, đặc biệt là ra mồ hôi ở lòng bàn tay, bàn chân các bạn, cái đó người ta gọi là tê thấp, mà thằng này cũng hiệu quả. Thanh can làm sáng mắt, những người mắt đỏ rồi mắt có gàn nhiều rồi cũng vâng, dùng khi kinh can bị phong nhiệt á, mắt đỏ, sưng đau, viêm màng kết hợp cấp, hoặc là hoa mắt, chảy nước mắt sống nhiều đó hả, vân vân, chảy nhiều nước mắt thì thằng tan diệp này hay. Tan diệp chúng ta cũng đã học, chúng ta còn học mấy vị thuốc liên quan nó nữa, đó là tan bạch bì, tất cả vỏ rễ cây dâu, thanh phế chỉ khái là mát phổi chữa ho, tức là những người ho cho phế nhiệt, dùng trị ho mà do phong nhiệt à, ta cảm phong nhiệt là phổi nó không truyền thông hả, vì các cái thuốc cảm này đều có tác dụng truyền phế mà à, nên khi phổi bị bế tắc nó ho, sinh ra ho, ho có đờm đặc rồi vân vân, vì ho do nhiệt là nó đờm vàng đặc rồi. Còn ho do phong hàn, nếu do lạnh thì cái đờm nó loãng xẹt các bạn, như nước bọt không vâng, hoặc là ho khan, những người già ho khan cũng do phế nó hỏa, phế là táo nó khô quá, thằng này nó nhuận táo mà, cho những người ho khan cũng rất hay. Hạ huyết áp có tác dụng hạ huyết áp, hạ đường huyết, đường phối hợp sinh địa tri mẫu hồi sơn cắt căn, đúng không? Nói chung tôi đã nói một lần rồi, tức là cái bệnh tiêu khát á, tức là tiểu đường các bạn. Các bạn nhớ là tiểu đường nó xuất phát từ lúc từ chỗ là đường huyết nó cao, à, đúng không?
Nếu như gluco mà trong máu chúng ta là cái hàm lượng còn 3 chấm đến 4 chấm rồi thì là bình thường đó. Lúc nào trong máu chúng ta không có cái lượng gluco nhất định để nó sẵn sàng nó biến thành năng lượng tham gia vào hô hấp, tham gia các cái sinh năng lượng cho cơ thể hoạt động. Cho nên trong máu phải có một lượng đường huyết nhất định, luôn luôn có, nó hạn định ở cái khoảng 4 chấm vậy đó. Vâng. Thì nếu chúng ta cái lượng đường nó tụt xuống quá là chúng ta hôn mê bất tỉnh luôn các bạn. Bụng rủng tay chân. Nếu chúng ta sáng không ăn gì hết phải nhịn đói chẳng hạn, mình đi lao động nặng đó 11 giờ bắt đầu đường huyết ở trong cơ thể nó thấp xuống à. Tại nó cung cấp năng lượng cho ta làm việc, nhưng làm việc nặng mà buổi sáng mà chúng ta không ăn là nhiều khi nguy hiểm đó. Thì chúng ta thấy cảm giác là bắt đầu nó khoa mắt, tay chân bủn rủn à. Mồ hôi đó lạnh nó vã ra ngất xỉu luôn, hôn mê luôn đó, đường huyết tụt. Nhưng mà nếu đường huyết cao mà thì chúng ta cũng chưa tiểu ra đường đâu, nghĩa là trong nước tiểu chúng ta chưa có đường đâu, cái dưới 900 là thận nó còn là thu hồi lại hết, khi máu qua thận nó lọc nó giữ lại đường, giữ lại rất nhiều thứ, nó chỉ cho ra nước với một số cái chất tan trong đó mà có độc hại cho cơ thể nó cho ra thôi, những chất cần thiết cho cơ thể nó giữ lại như protein hả, hồng cầu vân vân các thứ, trong đó đường cũng vậy nó cũng giữ lại hết. Nhưng mà nếu như nó quá 9 chấm á, là khả năng nó vượt quá cái khả năng thận tới gọi ngưỡng của thận đối với gluco, nó vượt quá ngưỡng đó thì bắt đầu nó xuất hiện gluco trong nước tiểu. Cho nên cái bệnh tiểu đường không phải là hình nó bộc phát nhanh đâu, mà nó phải qua giai đoạn đường huyết cao đó. Cho nên theo y học cổ truyền thì nó đường huyết nó cao thì nó gồm có mấy giai đoạn này. Thứ nhất là ban đầu ở phế trước, phế âm nó bắt đầu hư trước, biểu hiện là người cứ háo khát, cứ khát uống nước hoài, anh mà uống nước liên tục, uống nước nhiều đó là biểu hiện một phế âm hư à, chưa đến đến nỗi à, lúc đó là đường huyết tăng á, trong máu là lượng đường tăng lên đó. Nhưng mà tăng kịch trần á là phải đến giai đoạn thứ hai, tức là tỳ âm nó hư nữa, tỳ âm hư thì lúc này là ăn nhiều mà đói nhiều, đó biểu hiện tỳ âm á, lúc này là đường đường huyết ở trong rất cao rồi, cao đến ngưỡng thận đó. Rồi tiếp tục nếu như chúng ta không điều trị gì nó sẽ đến giai đoạn thứ ba, tức là thận âm hơn nữa, tức là lúc đó là chúng ta ăn nhiều đó, khát nhiều uống nhiều đái nhiều không vâng, thì lúc này là được đường đường trong nước tiểu chúng ta mới có đại gọi đại được. Lúc nào chúng ta tiểu ra là có thể kiến rồi nó kiến rồi nó bù vô đại gái như vậy. Cho nên những cái thuốc mà trị đường huyết này á, ta gọi bệnh tiêu khát này nói chung đều là những thuốc bổ âm, bổ phế âm rồi tỳ âm thận âm đó, trong đó chúng ta thấy có sinh địa này ha, truy máu đều là những thứ nó bổ âm, hồi sơn các căn vân đều thứ mát lắm. Cái vô tầm này thì chúng ta dùng cái lá là tan diệp, cành nó là tan chi, quả dâu chín này chúng ta xử lý ta gọi là tan thầm, cái vỏ rễ của cây dâu này chúng ta gọi là tan bạch bì, cây mà ký sinh lên cây dâu này ta gọi là tan ký sinh. Còn cái tổ của bạn ngựa nó bám cây dâu á, cành dâu á, bạn ngựa đẻ ra các bạn, đồng thời là nó tạo ra cái chất trong nó kết lại thành một cái tổ hình, nó xốp 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 giòn giòn xốp xốp à, móng móng rất nhiều ngăn đó đó, tổ con bạn ngựa ta gọi tan phiêu tiêu, trong tổ bạn ngựa nó rất nhiều trứng của con bạn ngựa này, đến khi nó nở ra được con bạn ngựa là nó chui ra đi lung tung, còn cái tổ nó bỏ lại đó à, cái vị thuốc đó là gọi tam phiêu tiêu, thằng nó rất hay các bạn, chúng ta sẽ học nó ở một cái chương thuốc khác. Ở đây chúng ta dùng cái lá dâu à. Chúng ta có vị thuốc cúc hoa, ta dùng cái cụm hoa của cây cúc hoa vàng, nó là cụm hoa không phải một hoa các bạn,
Đặc điểm của họ nhà cúc này là hoa nó là hoa hoa tự đầu, một cái ngù đầu, mà một cái bông mà chúng ta như cúc đồng tiền nữa, là đó là một cái cụm hoa có rất nhiều hoa không đó. Cây cúc hoa vàng này giờ ở vùng Hưng Yên là họ trồng khá nhiều, mà có nhiều vùng họ trồng nhiều lắm. Có vùng còn cha ông ngày xưa đó họ đều chuyên canh cái cây cúc hoa vàng, cung cấp cái vị thuốc này ra thị trường. Cây cúc hoa vàng cái tên học là Chrysanthemum Indicum hoặc cúc Atrasen. Nó vị ngọt đắng, tính nó bình, quy kinh phế can tâm đốm tỳ vị đại trường tiểu trường. Thằng này nó quy nhiều kinh các bạn đấy, rất nhiều kinh, ngoài phế ra nó còn nhiều kinh nó quy gần. Công năng nó cũng giải cảm nhiệt, thằng này giải cảm nhiệt cũng hay lắm rồi ha, dùng khi mà sốt do cảm cảm nắng rồi hả, cảm nhiệt rồi này hay. Rồi thanh can nó làm mát gan, làm sáng mắt, dùng khi can bị phong nhiệt hả, nên là nhà mắt đầu đỏ, sưng đau. Nhưng thằng này cũng rất hay trong chảy nước mắt sống nhiều các bạn, nước mắt sống mà chảy nhiều thằng này gần như rất hay à. Để mà làm thuốc người ta thu về khi mà hoa nó nở đều rồi, muốn thu cúc hoa vàng này thì phải đợi nó nở đều ra à. Nó đều ra xong chúng ta cắt lấy các cái cọng hoa đó rồi về người ta ép. Ta bỏ vào cái một cái dụng cụ, ta ép qua một đêm vậy là nó mới rỉ hết cái nhựa của nó, có một chất nhựa đen đen nó rỉ ra à, vì nhựa này đặc. Sau khi người ta ép rồi, người ta đem ra, ta rã ra để mà ta phơi, phơi đến khi nói chung là khô rồi đó, ta đem xông sinh đêm nữa thì cúc hoa vàng nó mới để lâu được. Chúng ta không xông sinh nó mọt gì lắm, nó mới mọt hết. Ở Hưng Yên có những vùng họ trồng mà thậm chí như có nhiều cánh đồng bát ngát toàn cúc hoa vàng đó nè, cái cụm đầu này ta dùng. Hưng Yên, Hải Dương rồi có nhiều vùng ở trong đó. Vùng như là Văn Giang trồng khá nhiều. Ta cây sắn dây, ta cắt căn. Chúng ta dùng rễ cũ của cây sắn dây, cái tên học là Bueraria thomsoni, ở đầu phát 3C. Đây là một loại dây leo nó rất khỏe. Cái dây leo dây sắn dây này nó phủ lên cây nào thậm chí nó trùm hết cả lên chết cây luôn các bạn, nó khỏe lắm. Còn rễ nó phình thành củ nhiều khi rất là to, dài to dài. Có nhiều vùng họ cũng trồng chuyên thế này. Các bạn ra mua các căn ở ngoài ngoài hiệu thuốc bắc, có nghĩa là cái lát người ta để nguyên vậy, ta xông sinh rồi ta thái lát ra. Còn bây giờ người ta chế biến rất nhiều thành cái bột sắn dây ấy. Bột sắn dây nó cũng có giá trị đó. Tính nó bình nhưng thực ra nó cũng mát hả, lương mát, vị cây ngọt tính bình, quy kinh tỳ vị, tăng năng phát hãn giải nhiệt, tăng nó làm cho ra mồ hôi để giải nhiệt, tránh cảm phong nhiệt vẫn dùng nó. Đồng thời nó cũng giải độc được nhiều thứ, trong đó giải độc rượu đồ rất hay. Bột sắn dây cũng tốt lắm, nó hơn cái đậu xanh đó. Nó sinh tân dịch chỉ khác, nó giải nhiệt giải khát là số 1, nó giải khát thì rất là tốt. Uống bột sắn dây nó đỡ khát tốt lắm, dùng trong trường hợp sốt mà miệng đồ khô khát. Thanh tràng chỉ lỵ, thanh tràng nó làm cho đại tràng này mát, trường hợp đại tràng mà nhiệt. Cái kiết lỵ nó có hai, cũng hai thể, bạn bệnh nào nó cũng có hai thể, mà trường hợp mà lỵ do nhiệt ấy, ở nhiệt lỵ ấy. Nhiệt lỵ thường nó ra máu, ra máu nhiều cho nên lỵ mà đi cầu ra máu rồi thằng này rất hay. Nhưng mà nếu ra mũi lầy nhầy thường thường là do hàn thì thằng này nó không hay, hàn chứ không phải dùng cái đồ nhiệt à. Thằng này là một cái thằng mà trị lỵ lỵ đi đi cầu ra máu được nhiều. Bột sắn dây chúng ta có thể uống bằng cách là uống sống cũng được mà uống chín cũng được,
Có nhiều người để mà giải nhiệt cho tốt cho nhanh á, ta dùng nước sôi để nguội ra cho bột cho nó khuấy lên đục đục trắng trắng trắng, thậm chí là nặn thêm chanh vô đường cho ta uống. Còn nếu chúng ta dùng nước sôi thì chúng ta khuấy một hồi nó trong trong là sạch sạch trong trong à, cũng được, thanh tâm nhiệt. Thanh tâm nhiệt là người thì nó bức rất buồn phiền mà mẹ miệng lưỡi rồi, đặc biệt là chót lưỡi là lỡ ngứa lỡ đau rồi miệng lưỡi rồi sưng đau, trường hợp đó là cũng do tâm nhiệt trong người, nó gọi tâm phiền các bạn, người nó cứ bức rất nóng nảy trong người, miệng lưỡi rồi nó lỡ lét khó lành. Cái dạng đó thì thằng này rất là hay. Cái cây này thì nhiều vùng nông thôn người ta trồng nhiều lắm, nhiều khi các bạn trồng là không không có làm vàng là nó cứ tìm mấy cây khác nó phủ lên à, tùm lum vậy đó. Đây là cái củ sắn dây người ta luộc rồi các bạn, luộc rồi nó có cái hình trong như này trong trong này, ta luộc rồi nó chập. Còn nếu họ chưa luộc thì cái này nó tươi ở trong lòng nó trắng tinh này không. Thằng này nó có rất nhiều sợi li be rất là mịn à, nhỏ lắm, sợi tơ nhỏ xíu à. Đó là sợi sợi li be các bạn, ta nhai ra ngọt 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 bùi bùi mát mát, nhai hồi còn túm túm cái sợi chút xíu đó nó dễ mà nó dai không đứt, ta nhả ra à. Ở ngoài cái lớp bằng á, tức là cái lớp vỏ nó cũng rất mỏng, lớp vỏ các bạn luộc xong các bạn gỡ một lớp móng tanh ha à, rồi là chúng ta nhai luôn được. Cái này thì chúng ta luộc ăn cũng ngon lắm, cũng rất là ngon à. Thì cái này nó ngộ độc rượu đồ, chúng ta uống bột sắn dây rồi rất nhanh tỉnh, nhưng mà hay nhất là các ho, tức cái ho của nó đây. Nếu các bạn có cái ho này các bạn để dành đó, khi nào uống rượu say quá nấu cái này uống vô tỉnh nhanh lắm, các ho là nó giải ngộ độc rượu hay nhất, nó tăng cường chuyển hóa rượu thôi, cũng giống như bây giờ chúng ta uống mấy viên thuốc gì chống say rượu đồ gì đó hả, chẳng qua thúc đẩy cái quá trình phân giải phân hủy cái etidit cho nhanh. Cái này chúng ta sang cái vị xài hồ Bắc à. Tôi nó có một thời người ta dùng cái cây cúc bằng để thay xài hồ, nhưng mà không, nói chung không vào, không bằng xài hồ được, mặc dù cúc bằng nó không vào can đớm đúng không, cũng vào kinh can đớm, thằng này nó cũng muốn vào kinh can đảm, nhưng mà xài hồ này nó hay hơn nhiều. Chúng ta dùng rễ của cây xài hồ có tên học là bức lơ sinh, thằng này họ hoa tán abs, trong khi cúc bằng của chúng ta là họ cúc atrasin, thằng này vị đắng tính hơi hàn, đó là tính mát, quy kinh can đảm, thằng này cũng vào kinh can đảm, cho nên nó tác dụng ở cái kinh can đảm là rất hay, thối nhiệt thư can tăng dương, thằng này tăng dương khí, đưa dương khí đi lên, khi mà dương khí nó trệ xuống hả, khi mà dương khí nó trệ xuống là nó hay làm xa các xa dạ dày xa tới cung đường văn, đó là trường hợp đó dương khí nó đi xuống, thì thằng này có tác dụng thanh dương khí nó đưa lên. Cho nó cùng với thanh ma nằm trong cái bài thuốc tên là bổ trung ích khí, thanh đề giải cảm nhiệt, dùng khi bị sốt cao do cảm, nó bình can giải uất đó, thằng này cái tác dụng hay nhất là bình can giải uất. Những người phụ nữ nào cứ buồn phiền bực bội bức rứt trong người đó, những dạng đó là do can khí định uất kết, những người này hay câu có rồi này kia thì thằng này nó gần như số 1, không có thằng nào thay thế được. Là nó ít tinh, có nghĩa là nó sinh tinh, nó ít tinh giống như thỏ ti tử rồi, làm sáng mắt, trị hoa mắt, chóng mặt do can khí uất trệ gây ra. Những người mà hay cáu bẳn rồi đó, mà cứ đứng lên ngồi xuống nó hay chóng mặt say sẩm rồi hoa mắt rồi, thì cái dạng đó là do can khí nó uất quá nó gây ra cái hoa mắt chóng mặt, tại vì hoa mắt chóng mặt lại liên quan đến can, càng càng yếu ra mắt này.
Căng khí uất kết quá người sinh ra ho mắt chóng mặt hoặc là hai bên mạng sườn. Tôi đã nói là hai bên mạng sườn này ở vùng đây đó, là nó thuộc căng khí, cái vùng này căng khí nó lưu thông ở đó, và khi căng khí nó bế tắc lại làm cho hai thần kinh liên sườn hai bên mạng sườn nó đau dữ lắm, đau miệng đắng rồi vậy. Đương nhiên cái này không phải chỉ cái phụ nữ mới bị mà chúng ta cũng đàn ông cũng có thể bị, người nào hay cáu gắt độ là cũng cái dạng đấy, nhưng đàn đàn bà thì thể hiện ngay ở kinh nguyệt. Thường thường những trường hợp là kinh nguyệt là không đều ha, đau bụng kinh đều à. Kinh nguyệt là rối lắm, lúc trời sụp tung tung thì chạy hồ nó rất hay trong lĩnh vực này. Kiện tỳ bổ trung ích khí, tạo làm cho trung khí, trung khí là cái khí hùng trung tiêu chúng ta này, cho nó có tỳ vậy đúng đó, nó trệ xuống ha, thì thành ra bổ trung khí là ích khí, đặc biệt là nó thanh dương khí lên. Triệu chứng bụng đầu đầy trướng buồn nôn đó là trường hợp là khí ở vùng trung tiêu nó bị hạ hãm, đặc biệt của nó là trị sốt rét. Sốt rét thì đông y nó gọi là ngược tật các bạn, tức là bệnh sốt rét lúc thì nóng lạnh nó vân, đông y gọi là ngược tật. Thường thường là trong các bài thuốc trị sốt rét thì nó có thêm thảo quả, bình lan, cao lượng vân, nhưng mà thần thầy hồ vẫn làm chủ. Hiện tượng mà lúc nóng lúc lạnh nó vân hàng và vãng lai rồi phải có thầy hồ nó mới xử lý được, cái đó là người ta cho rằng tà nó vào kinh thiếu dương làm bế tắc cái đốm đốm kinh, kinh đốm làm bế tắc, làm đánh nguyện, làm hàng nhiệt vãng lai lúc nóng lúc lạnh hả? Đầu mặt người thì sốt nhưng mà lúc thì lại lạnh vân vân, thì thầy hồ làm chủ trong trường hợp đó. Vì thầy này có khả năng hòa giải thiếu dương. Cái sợi hồ này là ở ở Trung Quốc thì ta không có cây sợi hồ này, cây này họ tán nó nhỏ, cây gỗ nhỏ ở cây cây cỏ nhỏ, nó có cái rễ đây, đây là rễ ở trên hình các bạn là đúng là rễ đó. Còn bây giờ nếu chúng ta ra ngoài hiệu thuốc bắc mua thì cái rễ ít lắm, nó lấy cả cái thân đó, nó cắt ra nó bán cùng vô thì cũng dùng được, nhưng nó không bằng là cái rễ không, cái rễ nó hay lắm. Thằng này mặc dù nó chữa bệnh thôi nhưng mà cái giá trị nó cao, vì nó có những cái bệnh mà như tôi mô tả là không thể thiếu thằng xài hồ được, không có xài hồ là không hay, tất nghiệp như thế. Cho nên có một thời khi mà chúng ta không đọc thuốc ở Trung Quốc là những cái bệnh mà bán biểu bán lý, tức là nửa trong nửa ngoài. Mấy đợt trước tôi cũng trình bày các bạn nhiều rồi đúng không? Bệnh ở ngoài chúng ta gọi bệnh thuộc biểu, bệnh vào trong hẳn thì nhập vào trong thì là thuộc lý, còn bệnh ở lưng chừng nửa trong nửa ngoài đó ta gọi bán biểu bán lý. Đó là ở kinh thiếu dương này, thì thằng thầy hồ làm chủ đi, có mỗi thằng thầy hồ là hay nhất, còn thì những cái thuốc khác thì chỉ là phụ đó không có bằng, cho nên nó về mặt thay thế là không có gì thay nó được. Chúng ta có vị thần ma, chúng ta dùng thân cũng thân rễ của cái loài đại tam diệp thần ma đó là Simisifuga Heracleopolia, thằng này họ Hoàng Liên Ranunculus. Ngoài ra cũng có một số cái loài thần ma khác nữa, loài này cũng chúng ta cũng nhập của Trung Quốc chúng ta không có. Trong bài bổ trung ích khí thì nó có xâm kỳ quy trục xài hồ thanh ma trần bì ỏi cương cam thảo, thì hai thằng xài hồ thanh ma là nó cặp đôi với nhau, nó là trung tâm bài thuốc đó, vì nó ngọt cay hơi đắng, tính thì hàn, quy kinh phế vị đại trường, công năng nó là làm cho ra mồ hôi, cái tác dụng giải cảm phong nhiệt, giải độc làm cho ban sởi mọc ra. Các chứng ban sởi là phải có thanh ma hả? Có liên kiều tiêu độc, có thanh ma để nó thoát ra, để nó đẩy ra đó.
nó phát tán ra, nó làm cho lộ ban sở rồi ra, ta gọi trắng đầu sở. Dùng cho các bệnh đậu sởi ở giai đoạn đầu hoặc là ban sởi mà khó mọc, chúng ta cây cây mùi cũng hay đó, nhưng so với cây mùi thằng này hay hơn, thằng này sắc uống bên trong, còn cái mùi là hay ta bôi so bên ngoài, ta dùng cái hạt mùi ra nấu chút rượu rồi ta lấy cái nước ta bôi thì nó cũng làm sởi mọc nha. Và khi sởi nó lộ ra thì người nó nhẹ xuống rồi, đang sốt cao á, mà khi sởi nó lộ ra là đến giai đoạn nhẹ rồi đó. Khi bắt đầu giai đoạn đầu các bạn cái nó ra không được, người sốt cao vọt phá chứ, bắt đầu nó rừng rừng dần ở trên trán dần xuống. Các bạn nhớ là ban sởi nó khác với diễn cái chỗ này nè, nó ra có quy luật các bạn. Thường thường á bắt đầu người sốt khoảng 3 4 ngày thì bạn để ý thấy trán à, thậm chí mí mắt là nó muốn sưng lên, tức là vì nó mọc ra đó mà. À, rồi cả mặt nó xuống dần trên mọc trước rồi phía dưới đến cổ đến ngực bụng là bắt đầu bay, tức là hết. Cái còn diễn thì nó khác hẳn, nó ngứa ngay cái lung tung bất kỳ chỗ nào. Thằng này trước khi nó mọc nó cũng ngứa dữ lắm, ngứa ngay khó chịu lắm, nhưng nó sốt dữ. Nhưng khi bắt đầu nó dựng ra được rồi, nó ra nhiều lỡ đào ra hạ sốt đó, là nó cứ xuống dần rồi nó hết, ta gọi nó bay đi, nhưng bắt đầu hết. Mà nó ra được nhiều như vậy nó sẽ không biến chứng, tức nó không vào trong, nó không liếm vào trong sinh biến chứng. Tây y gọi biến chứng tức là biến chứng về phế quản, có thể gây viêm phế quản do ban sởi nào không. Thì khi nó ra ra ngoài nó không bị những chứng đó, cho nên người ta phải làm tìm mọi cách để mà trấn đạo sởi, người làm cho nó mọc nhanh ra à, lộ hết ra. Ở ngoài thị trường bây giờ nó vẫn có cái mặt hàng tên là tiêu ban lộ các bạn, tiêu ban lộ uống là cho nó lộ hết ban rồi ra rồi nó tiêu đi. Giai đoạn đầu mà sởi khó mọc thì thằng thanh ma này nó đưa ra rất nhanh, rất tốt, có tác dụng là đưa cái phần khí đi lên đó, gọi thanh dương khí đó. Thanh dương khí là đưa khí nó đi lên, khí nó trệ xuống hả, nó giáng xuống, nó trầm xuống, nó không lên được chẳng hạn, thì thằng này đưa khí đi lên. Cho nên nó cùng với sài hồ kết hợp để mà trị các cái chứng hạ hạ xuống, đi mà xa đều ruột, xa dạ dày, xa tử cung, vâng vâng thanh vị nhiệt nghĩa là mát bao tử rồi ha, trong ruột trong dạ dày mà nó bào bọt nó nóng nảy rồi thì nó làm cho mát, dùng trong các trường hợp nóng rồi rát loét ở dạ dày vân từ axit dịch vị rồi cái dạng đó, thì thằng này nó thanh vị nhiệt nó làm cho mát, nó giảm bớt cái đó. Ngoài ra còn dùng thanh nhiệt ở vùng hầu họng, tức là nó mà viêm hầu viêm họng đó mà dùng cùng với các cánh rồi cũng rất hay. Ở hầu họng thì các cánh chúng ta làm chủ cái hầu họng, cánh trị viêm họng viêm đồ rất hay, nhưng mà nếu như có thêm thanh ma thì nó càng hay hơn, có tác dụng giải độc, dùng trong các trường hợp như là mụn nhọt ở miệng lưỡi vân vân, đau răng. Thanh ma này thì cũng là của Trung Quốc, chúng ta cũng không có, cũng phải nhập về thôi. Cái này nó có cái hoa rất là đặc biệt, hoa nó y như là cái y như san hô hả, chia chia ra hả, chùm thì chùm. Cái này nó cũng là cây nhỏ nhưng mà nó cũng cao vài mét các bạn, nhiều khi mọc thành thành đám đó. Trung Quốc họ trồng cái những này dễ lắm vì nó phù hợp khí hậu vùng bán địa của họ, mình không có cái giống này. Chúng ta sang cái vị mạng kinh tử, ta dùng quả của cây mạng kinh tử. Cái mạng kinh tử này thì nhiều vùng nó gọi cây, cái hạt nó gọi hạt từ bi hay cây quan âm, mà mùi nó hắc nồng lắm,
mọc nhiều ở các cái vùng duyên hải miền Trung rồi cũng nhiều, vì nó mọc ở những ụ gần gần biển vậy, nó không mọc sát cái ụ gần biển mà nó xê vào cái trong chút, mọc bà lan trên trên các cái đụn cát à. Ở vùng biển chúng ta có nhiều cây dây lắm, trong đó cây mạng canh tử này, cái mùi lá nó với cái mùi mùi cây nó là cái mùi nát như là cây ngũ trảo, không biết các bạn có biết cây ngũ trảo, lá nó xệ lên này, năm nhánh này, hăng lắm. Ở chuyên môn dùng cây ngũ trảo để bó đau nhức được không, xương khớp rồi bó ơi nó không ta bó, thì cái mùi nó rất giống cái này và nó cùng họ với nhau, họ Việt men c. Chúng ta dùng cái quả chín của cây mạng kinh tử này, tên học là Vitis triflora, cùng họ với cây ngũ trảo là cùng chi luôn các bạn, cây ngũ trảo cũng Vitis cùng họ có rồi nữa, đó là họ Việt Benace. Thằng này về cây đắng tính hơi hàn, quy kinh can phế bàng quang, thằng trì trừ phong chỉ thống, thằng này trị đau đầu cũng rất hay, nhưng nó ngược với tế tân, nãy chúng ta nói rồi tế tân cương quật, là vì thằng tế tân cương quật là tính nó ấm nó nóng, cho nên trị các chứng hàn đau đầu do lạnh, nó thằng này đau đầu do nhiệt, đau đầu do nhiệt tức nó co thắt vào máu não, tức là dạng căng thẳng stress rồi đó, dạng đó đau đầu mà dạng đó thì chúng ta mới dùng. Như vậy đau đầu do hàn có nghĩa là nó giãn mất trương lực mạch máu não, bệnh não giãn nó không co thắt được, còn đau đầu do nhiệt nghĩa nó co thắt quá quá mức thì cũng bị đúng rồi, trên bệnh viện có hàn nhiệt chúng ta dùng đúng là hay à. Trên cũng trị đau đầu nhưng thằng này là chuyên về cái con mà đau đầu do nhiệt co thắt căng thẳng thần kinh stress đồ không, còn cái dạng kia là do nó mất trương lực cơ não, nó dẫn đến đau nửa đầu rồi đó, đã mất trương lực cơ của mạch máu não, nó làm giãn mạch máu não, nó giãn ra nó cũng đau dữ lắm. Còn thằng này đau là theo dạng cứ giật tưng tưng trong đầu, nghe nó giật tưng tưng đầu nhức từng đợt từng đợt đó, cái dạng đó chúng ta dùng thằng mạng cân tử này. Nó trừ phong chỉ thống giảm đau, nó cũng thanh can minh mục làm sáng mắt, cũng là trường hợp mà can đồ nhiệt mắt là đỏ sưng không vân, thậm chí tụ máu rồi đó. Nó trừ tê thấp chân tay là co quắp do nhiệt, ví dụ những dạng mà động kinh hả, rồi chân tay là tê bại nó huyết ra nhiệt quá, hoặc huyết nó thiếu nó không đủ để nuôi gân xương, ta gọi huyết bất dinh cân, nghĩa là huyết nó không đủ để nuôi được gân xương, nó làm co quắp tê bại, hạ huyết áp. Hạ áp đây là hạ áp cho đàn ông mà chính ha, người huyết áp nó cao vọt lên đó, cho nên phụ nữ thường thường là cao áp dạng đờm nó kết à, ngưng kết, tức là dạng mỡ máu độ cao, thì thằng này không phải cái dạng đó, nó dùng trong trường hợp đó, dùng trường hợp là thận độ nó nhiệt à, cho nên cái hóa nó vọng động lên, tính thằng này mát mà. Cây này nếu bạn nào mà ở vùng biển chắc thế nào cũng biết đấy các bạn, đây là cái đụn cát này, cát gần gần biển này, nó cứ mập mập trên trên này, nó bò dài 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 ra, bò nó cứ bò dài lên trên này, thỉnh thoảng ở trên cái cành cái dưới này là như cái cành đó là à, như cành chính này, nó lên những cành nhỏ nhỏ thôi, xin lỗi các bạn. Đó. Công việc một thì công việc hai tao không thấy em học gì đâu. Công việc hai rồi, một học rồi xong rồi.
Nghĩa là cái môn công việc là những học đó là những môn để tìm hướng nghiệp, mà đã không học thì thôi chứ làm sao. Nguyễn Nguyễn Xuân Linh gọi điện. Nguyễn Xuân Linh. Anh không có công việc hai rồi đi một gì nữa, học hết công việc hai nữa rồi đi nói học rồi đó. Đúng rồi, ngày mai với tuần sau nữa là hết rồi. Mấy môn là cây công nghiệp, mà hôm nào mà các bạn không học tôi lên tôi hỏi một số cái là không có là tôi không cho kiểm tra mình đi rồi gì đâu. Tại những môn chính của ngành mà không học thì tôi thế nào là đừng làm sao phát bằng tốc độ được. Thì thi tốt nghiệp cũng được nhiều lắm á, trong đây báo trước nó là không thông báo được. Đâu có, hôm nọ là học cái dược liệu nông dược này đã học gì đâu mà học rồi. Thế vậy. Chết học tại chỗ này là chết rồi. Các bạn thấy những cành chính nó bò sát đất này, như cái thân đó, thân chính nó mọc lên những cành, cái dựng đứng lên à, ở đây lá rồi trên này, ở đây thỉnh thoảng nó có những cụm hoa, hoa của nó là nó nhỏ xíu rồi các bạn, còn khi mà nó thành quả thì cái quả nó cũng to bằng cái quả tiêu còn tươi vậy đó. À, mà màu mùi nó hắc lắm, mùi rất hắc, đây là ta chặt ra nó hơi vàng vàng, nó khô khô rồi nè. Nếu như ở cái vùng này chúng ta có thể dùng cả lá rồi hả, chúng ta dùng được, nhưng mà còn cái hạt này thì mạng canh tử này thì ta lấy hạt chín thì nó phơi khô, khi chín rồi nó sẽ có màu màu nâu sẫm 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 hả. Cái vị này thì hiện giờ chúng ta dùng trong nước là chính, không có nhập của chúng ta có. Chúng sang ngoài thuốc là phù bình, tức là bèo cái các bạn, bèo cái trong ao á. Chúng ta dùng toàn cây của cây bèo cái tên học là Bichia citratiotes tiếng Hà Rấy Arasen. Cái này người ta hay hay nuôi trong các cái ao rồi này kia, người ta bỏ đó, đôi khi người ta vớt rồi cho heo lợn ăn, băm ra băm bèo đó cho lợn ăn đó. Cái bèo này mới là bèo băm cho lợn ăn các bạn, bèo cái này nè. Thằng này vì cây tính hàn, quy kinh phế thận. Thằng này cũng là một trong thằng làm cho ban sỏi đầu mọc tốt ra ha, dùng tốt với những bệnh nhân ở thời kỳ đầu ban sỏi đầu khó lộ ra ha, khó khó mọc ra, giống như rau mùi hả, giống như thanh ma rồi không? Nó lại thủy tiêu phù thủng, cho nên được dùng trong các trường hợp như viêm thận cấp gây phù nề, giải độc trị dị ứng, mẩn ngứa, mụn nhọt ở bên ngoài cũng rất hay. Thằng này trị dị ứng cũng hay lắm này, mèo cái này bình triển nó cũng giãn phế quản. Dùng cây tươi chúng ta ép lên nước rồi pha vào siro uống, uống dần và cũng có thể uống vài ngày không ảnh hưởng gì ha, uống vài ngày được. Như vậy là chúng ta dùng cái dịch tươi ta giả nhuyễn ra, ta vắt lấy nước đó, ta pha với siro cho dễ uống, rồi uống hàng ngày, uống thời gian đến trị dưỡng, nó trị dưỡng rất hay, mụn nhọt ngứa ngáy ra ngoài thường xuyên. Cái này thì đương nhiên chúng ta biết rồi, nó rất là nhiều trong cái ao hồ nào chả có. Ở ngoài Bắc người ta hay nuôi cái bèo cái này lắm à, cả vùng cả ao luôn vậy đó. Thỉnh thoảng là thì không có thức ăn gì ta xuống ta quơ bèo cái với cây chuối rồi ta băm cho heo ăn, cho lợn ăn, cho nuôi lợn á, như vậy. Cái này nó nổi lên bền hình như cái rễ, nó gọi là rễ thủy sinh.
tức là nó lơ lửng ở trong nước đó, rồi nó có những cái chất phù sa, rồi những cái chất dinh dưỡng là nó bám vào cái rễ nó để nó phát triển. Nếu như mà chúng ta đem ta trồng dưới đất là nó không chết nè. Các bạn học thế này thì gây lắm đó các bạn ơi, chết rồi. Và nữa cái số lượng bài vở tăng lên, học hành không không theo dõi chừng mà cầm quyển sách lên thì tưởng như mình đọc cái gì trong đó, rất là căng. Như vậy chúng ta qua cái nhóm đầu tiên nhất của cái phần phân loại đông dược, đó là giải biểu, thuốc giải biểu. Như vậy bất kỳ cái bệnh nào nó còn bên ngoài chúng ta đều dùng cái nhóm thuốc giải biểu này, các bạn nhớ hộ ha.